Xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với channel của mình. Channel mình là Senate đây. Hôm nay mình sẽ re-up lại Minium của Yu-Gi-Oh, dây chuyền của Yu-Gi-Oh. Và mình sẽ tô màu lên cho nó thật là đẹp. Ok, mình sẽ cho bạn xem. Tổng quát cái này thì là bằng sắt. Sắt nha, không? Đó, như cái kim tự tháp được đại luôn. Quá đẹp luôn. Ok. Thì đó, sao cho các bạn coi này. Giờ mình sẽ tô cái mắt màu trong nó trước. Đây là cái mực. Bình thường là mấy cái bông tai nữa. Ok. Mình sẽ mở cái mực lên. Ok. Giờ mình sẽ lấy chút xíu mực nó thôi. Xíu mực thôi. Ê, xíu thôi, cái này nhiều quá. Đấy. Thôi, từ từ thôi, làm không đẹp. Cái gì nữa? Kim tự tháp có đuôi nữa rồi, kim tự tháp. Giờ mình sẽ nhổ từ từ vào cái mắt nhỏ nhỏ thế nào. Đấy. Nhổ. Từ từ thôi, chút xíu được rồi, không có nhiều quá thôi, chút xíu, đây, ok. Ok, từ từ, nên mình sẽ quay đều nó, ok, quay từ từ thôi. Nó quay từ từ thôi nha. Từ từ thôi, lắc. Lắc từ từ thôi, đấy. Ok. Đấy, như bị đem á, mình sẽ lấy cái bông gòn, ok, bông gòn. Bông gòn cái bên kia. Đâu rồi? Để xíu nha. Đấy, để bông gòn. Đó. Mình sẽ khuấy. Ok. Đấy, cho mấy bạn xem. Đấy. Mình sẽ tô lên. Đó. Từ từ thôi. Cứ từ từ và bình tĩnh. Sau đây mình sẽ mở nhạc. Thì mình không có thể nói nhiều, mình sẽ tô hết mấy phiền giống như hết cái hình ảnh như thế này nhá. Ok. Trong mong các bạn xem, hãy cho like hoặc một subscribe cho mình nhé. Thank you. Yeah. We'll be right back.
from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? OK, sau khi mình đã làm xong một mặt cho mấy bạn xem, giờ mình sẽ chỉnh sửa lại mấy cái ảnh cho mấy cái màu đen ra cho nó loáng lại nhá. Chứ vẽ chỉnh từng chi tiết lâu lắm. OK, bắt đầu nghe lại nhạc nhé. Sorry. Nhớ đừng quên là các bạn hãy cho mình một subscribe hoặc một like cho mình nhé. Thank you very much.
caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.